Cỏ ngọt có khả năng làm giảm nhu cầu chất đường và chất bột của người bệnh, dẫn đến làm giảm đường huyết. Được dùng thay đường cho những người mắc bệnh phải kiêng hoặc giảm ăn đường như bệnh đái tháo đường, béo phì, bệnh tim mạch, xơ vữa động mạch. Cách sử dụng cỏ ngọt điều trị bệnh tiểu đường. Cỏ ngọt bạn đem về rửa sạch, phơi khô, mỗi lần sử dụng 2,5g lá cỏ ngọt phơi khô, sắc với 200ml nước còn 50ml uống làm một lần, ngày có thể uống 2 lần. Bạn có thể dùng cỏ ngọt hàng ngày mà không hề lo lắng sẽ làm gia tăng lượng đường trong máu. Hơn nữa cỏ ngọt còn là một loại đường không năng lượng rất tốt cho cơ thể và còn có tác dụng chữa nhiều bệnh khác. Trong y học, nó được sử dụng như một loại trà dành cho những người bị bệnh tiểu đường, béo phì hoặc cao huyết áp. Thí nghiệm khảo sát được tiến hành trên 40 bệnh nhân cao huyết áp độ tuổi 50 uống chè cỏ ngọt trong một tháng. Số liệu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia thì kết quả là với người cao huyết áp, chè cỏ ngọt có tác dụng lợi tiểu. Người bệnh thấy dễ chịu, ít đau đầu, huyết áp tương đối ổn định, không thấy độc chất trong lá cỏ ngọt. Ngày nay, người ta thường dùng kết hợp với các loại thảo mộc khác trong các thang thuốc y học dân tộc. Trong công nghiệp thực phẩm, nó được dùng tương đối rộng rãi ở Nhật Bản như để pha chế làm tăng độ ngọt của các loại thực phẩm khác nhau, được chế thành các viên đường để làm giảm độ nóng khi dùng đường saccharose. Ngoài ra, người ta còn dùng để chế rượu màu, nước hoa quả, các loại bánh kẹo, món tráng miệng đông lạnh. Ướp các loại hải sản sấy khô, chế biến giấm, cỏ ngọt còn được dùng trong công nghệ chế biến mỹ phẩm như các loại sữa làm mượt tóc, kem làm mềm da. Vừa có tác dụng nuôi dưỡng tất cả các mô và giúp cơ thể tái tạo làn da mới trên toàn bộ bề mặt da, vừa chống nhiễm khuẩn lại trừ được nấm. Là loại thảo dược thiên nhiên mang lại hàm lượng đường tự nhiên cao, cỏ ngọt là sự lựa chọn của cả Đông y và Tây y để làm chất tạo ngọt và thuốc chữa bệnh, được phát hiện vào năm 1908. Cây cỏ ngọt thuộc họ cúc, thân thảo màu xanh lục, cao từ 50cm đến 80cm, thân cây có nhiều lông mịn, lá mọc đối nhau, có răng nhọn ở phần nửa về phía đầu lá, phủ lông trắng mịn, có hoa trắng mọc đầu cành, lá có vị ngọt rất đậm, thường được kết hợp với các loại thảo dược, lá mát khác để làm các chế phẩm trà uống và làm thuốc chữa bệnh. Thu hái. Người ta thu hoạch lá và phần cành ở giai đoạn cây đang hình thành nụ. Sau khi cây được trồng 6 tháng mang về làm sạch, phơi khô để sử dụng lâu dài. Thành phần chính. Qua các nghiên cứu và thử nghiệm cho thấy trong lá cỏ ngọt có chứa các thành phần glycoside hàm lượng đường rất cao mà không gây độc hại, không sản xuất phức tạp, thu hái đơn giản, dễ dàng sử dụng mà không gây ô nhiễm môi trường, không có tác dụng phụ, mọi lứa tuổi đều sử dụng được. Đối tượng sử dụng: các bệnh nhân bị bệnh đái tháo đường, béo phì, huyết áp cao hoặc thấp, mụn nhọt, mọi lứa tuổi đều có thể sử dụng. Công dụng của cây cỏ ngọt: làm giảm nhu cầu chất đường và chất bột của cơ thể người bệnh, giúp bệnh nhân khỏi chứng đau đầu, mất ngủ. Sử dụng cùng với lá khô trà actizo, nhân trần, cam thảo để làm nước uống giải khát, có tác dụng hạ nhiệt, lợi tiểu, là nguyên liệu dùng để chế rượu màu, nước cà chua, nước hoa quả, các loại bánh kẹo, món tráng miệng đông lạnh. Ướp các loại hải sản sấy khô, chế biến giấm dùng làm đường thay thế cho chế phẩm nước ngọt, bánh kẹo, mứt, giúp cân bằng huyết áp, điều hòa lượng đường trong máu, hạ mỡ máu, phòng ngừa bệnh tim mạch não, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, giúp tăng khả năng làm việc, tăng hệ miễn dịch cho cơ thể, cung cấp lượng đường cần thiết cho cơ thể tự nhiên, làm giảm cảm giác thèm ngọt cho các bệnh nhân bị béo phì, tiểu đường. Cách sử dụng: dùng làm thuốc chữa tiểu đường, ngày 2 lần, mỗi lần 2,5g lá cỏ ngọt phơi khô, sắc với 200ml nước còn 50ml.
Chữa béo phì, liều dùng hàng ngày là 7,5 gram lá cỏ ngọt khô, sắc uống, dùng liên tục. Chữa tăng huyết áp, hàng ngày đun uống dừa cạn, hoa cúc, hoa hòe và cỏ ngọt. Tác dụng của cây cỏ ngọt hỗ trợ điều trị đau dạ dày. Trong cây cỏ ngọt có khá nhiều hoạt chất giúp giảm các cơn đau và chứng bệnh đường tiêu hóa, đặc biệt là rối loạn dạ dày rất tốt. Chăm sóc răng miệng nhờ chứa nhiều hoạt chất kháng khuẩn mạnh, bạn có thể xay nát cây cỏ ngọt sau đó trộn với nước để làm dung dịch nước súc miệng hàng ngày. Duy trì việc này thường xuyên sẽ giúp ngăn ngừa chảy máu chân, răng ở những người mắc bệnh viêm lợi và giúp chăm sóc tốt hơn cho răng miệng. Chăm sóc da có thể bạn chưa biết, nhưng cây cỏ ngọt được xem là một nguyên liệu tự nhiên chăm sóc da khá tốt với các tác dụng như giảm tiết bã nhờn, làm giảm các nếp nhăn, giúp làn da trở nên trắng sáng hơn, chống viêm da và ngăn ngừa mụn trứng cá. Chăm sóc tóc không cần quá nhiều tiền để đầu tư vào các dịch vụ chăm sóc tóc. Cây cỏ ngọt chính là phương thức tự nhiên nhất giúp bạn sở hữu một mái tóc mượt mà, đẹp và giải quyết nhanh các vấn đề về gàu và da đầu. Giải nhiệt lợi tiểu, cây cỏ ngọt có thể sử dụng kết hợp với các loại nhân trần, cam thảo, trà atiso uống mỗi ngày như nước bình thường. Không chỉ giúp thanh nhiệt, giải độc, loại nước này còn có công dụng lợi tiểu hiệu quả. Đây cũng là loại thức uống khá tốt cho những bệnh nhân tiểu đường. Tuy nhiên, với những người đang mang thai, người cao huyết áp, người có bệnh tim mạch thì không nên cho cam thảo trị tiểu đường, béo phì. Cao huyết áp, một nghiên cứu trên 40 bệnh nhân cao huyết áp độ tuổi 50 uống chè cỏ ngọt trong một tháng thì kết quả là huyết áp ổn định hơn, lợi tiểu, người thấy khỏe khoắn và hoạt bát hơn. Cỏ ngọt cũng được phối hợp với các phương thuốc nam khác để trị tiểu đường, cao huyết áp. Đường từ cây cỏ ngọt, chất steviol ngọt gấp 300 lần đường saccharosa trong cây cỏ ngọt, ít năng lượng, không lên men, không bị phân hủy mà hương vị thơm ngon, có thể dùng để thay thế đường trong chế độ ăn kiêng cho người bệnh tiểu đường, bệnh huyết áp. Đặc tính quan trọng của các glucosid này là có thể làm ngọt các loại thức ăn và đồ uống mà không gây độc hại cho người. Cây cỏ ngọt có tác dụng ổn định huyết áp, tốt cho người huyết áp cao, tác dụng ổn định đường huyết, tốt cho người tiểu đường. Cỏ ngọt được ví như một loại thuốc bổ giúp chống lại bệnh các rối loạn dạ dày, giảm đau đớn và tiêu hóa tốt. Tác dụng tốt cho răng miệng, cỏ ngọt có tác dụng ngăn ngừa chảy máu chân, răng ở những người mắc bệnh viêm lợi vì trong nó có chất kháng khuẩn mạnh. Có thể xay nát và hòa với nước dùng làm nước súc miệng hàng ngày. Một tác dụng kỳ diệu của cỏ ngọt là nó có thể ngăn ngừa mụn trứng cá, giảm tiết bã nhờn da, chống viêm, giúp bạn luôn có một làn da mịn màng và rạng rỡ. Ngoài ra, sử dụng cỏ ngọt thường xuyên còn giúp làn da tươi sáng hơn. Dùng ăn kiêng cho người bệnh đái tháo đường và người thừa cân chứ không phải để điều trị bệnh. Dùng cho người béo phì, dùng hàng ngày để tăng cường sức khỏe và giúp da mịn màng sáng đẹp. Dùng cỏ ngọt để sử dụng hàng ngày như một loại trà, liều lượng tùy khẩu vị từng người mà điều chỉnh lượng cỏ ngọt cho vừa miệng. Nên dùng kết hợp cỏ ngọt với một số loại thảo dược khác, ví dụ giảo cổ lam, cà gai leo hoặc diệp hạ châu để giảm bớt vị đắng và tăng hiệu quả điều trị bệnh. Thay thế đường cho các bệnh nhân bị bệnh tiểu đường có tác dụng chữa béo phì, dùng trong công nghiệp, thực phẩm làm chất điều vị cho bánh mứt kẹo, nước giải khát. Giảm cân an toàn với cỏ ngọt. Giảm cân an toàn với cỏ ngọt, béo luôn là nỗi ám ảnh cả chị em phụ nữ. Một chút mỡ thừa hay chỉ một cái nhíp kim bàn cân nho nhỏ cũng đủ để khiến nhiều chị em mất ăn mất ngủ. Hiện nay trên thị trường có bán rất nhiều loại thuốc giảm cân, nhưng những cách giảm cân này có thật sự an toàn với cơ thể người sử dụng? Có một phương pháp giảm cân bằng đông y rất an toàn mà không phải ai cũng biết, đó là việc giảm cân an toàn với cỏ ngọt, một loại thảo dược từ thiên nhiên. Trước tiên cùng tìm hiểu về cỏ ngọt đã nhé.
Cỏ ngọt vẫn thường được sử dụng trong pha chế để làm tăng độ ngọt nhưng lại không làm tăng năng lượng của thực phẩm. Chúng có tác dụng điều hòa đường huyết, giảm cân, chống béo phì rất tốt. Trong thành phần cỏ ngọt có chứa steviol, có độ ngọt gấp 300 lần đường saccharosa, ít năng lượng, không bị phân hủy và lên men. Là có mùi vị thơm ngon nên vẫn được dùng để thay thế đường trong chế độ cho người giảm cân. Công thức 1. Giảm cân với cỏ ngọt rửa sạch 7,5g lá cỏ ngọt khô, sắc với nước uống. Nếu muốn có thể cho vào tủ lạnh để uống dần, cách làm này tuy đơn giản nhưng lại được rất nhiều chị em áp đắc và thu được những kết quả bất ngờ. Công thức 2. Cỏ ngọt và quýt. Chuẩn bị khoảng 40g cỏ ngọt khô, 2 quả quýt to đem sắc chung cùng 1,5 lít nước, đun co đến khi cạn còn khoảng 1 L nước thì dùng để uống thay nước lọc. Quýt có tác dụng ức chế các tế bào tạo mỡ, lượng chất xơ trong quýt lại có tác dụng giảm mỡ bên trong thể, khiến người ăn nó cảm giác no lâu. Hơn nữa quýt trong đông y còn là một vị thuốc rất tốt cho sức khỏe. Công thức 3. Cỏ ngọt và lá sen. Lấy 500g cô ngọt tươi cùng 2 lá sen, rửa sạch tất cả rồi chờ ráo nước đen sắc cùng 2 lít nước. Sắc với lửa nhỏ cho đến khi cạn một nửa, lọc bã lấy nước để uống. Sen chia có vào mùa hè nên bạn có thể phơi khô để dùng dần sau đó. Đó là 3 cách giảm cân an toàn với cỏ ngọt. Rất an toàn vì chúng đều là những nguyên liệu từ thiên nhiên, dễ kiếm, dễ tìm. Hãy áp dụng ngay từ bây giờ để sớm có thân hình thon gọn. Đó là một số công dụng rất tốt của cỏ ngọt. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.